hai lần đá đoạt luân lưu cuối cùng thì điều gì đã giúp em có được cái bản lĩnh như vậy? Thú thật là trải qua hai trận chung kết, khi mà mình là người được chọn thì em cảm thấy là chỉ cần tin vào chính mình thì tất cả mọi cái áp lực hay là những cái không cần thiết để làm mình sao nhãng thì nó sẽ không có, và mình chỉ cần tin vào chính mình và mình tự tin thì mình sẽ làm được. Em nghĩ là em có bất ngờ, và giải thưởng này thực ra thì là em thay mặt toàn đội để lên nhận giải thưởng này, tại vì toàn bộ thành viên của U21 PVF CAND nhân dân đều xuất sắc và tuyệt vời. Em chỉ là người nhận thay giải thưởng này. Vẫn là anh huấn luyện viên anh đi học ấy, không có đấy thì không biết là điều này nó có ảnh hưởng như thế nào tới cái việc mà chuẩn bị của bọn em trong việc các trận đấu không? Tất nhiên là khi mà huấn luyện viên trưởng mình không có ở đây thì sẽ có một chút gọi là khó khăn, nhưng mà các thầy huấn luyện trưởng và các thầy trợ lý đã cùng nhau có những cái biện pháp để giúp cả đội luôn ở trạng thái cân bằng và luôn hướng về mục tiêu chung của toàn đội. Cái cảm giác của em như thế nào khi mà đứng lên đá cái quả luân lưu quyết định của trận đấu này? Cảm giác của em rất là tự tin và thoải mái, không có một chút áp lực gì, bởi vì em tin là em làm được. Mỗi khi bước vào các giải đấu ấy thì anh để ý là đã không để dâu khá là dài. Anh có thể chia sẻ theo quan điểm của em thì dâu may mắn của em, bộ dâu may mắn. Khi mà em để ý sau rất nhiều giải đấu, khi mà mình để dâu thì mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình gặp nhiều may mắn hơn và đội mình được đi xa hơn, nên vì thế mà em quyết định là em để dâu. Đẹp mà anh nhỉ? Đẹp.